Xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa Hôm nay thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021 Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn Giá vàng trong nước chứng kiến nhiều biến động trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay Theo đó, ở cả chiều mua và chiều bán đều có mức tăng từ 100 cho đến 600 nghìn đồng một lượng Mặc dù giá vàng thế giới vẫn chưa thể chạm ngưỡng tâm lý 1.800 đô la Mỹ một ao Theo đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn STC niêm yết giá vàng chiều mua vào tại mức 60.350.000 triệu đồng/lượng, còn ở chiều bán có mức giá từ 61.150 triệu cho đến 61.170 triệu đồng/lượng. Chiều mua điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng, còn chiều bán tăng 300.000 đồng/lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng STC được đẩy lên mức 800.000 đồng/lượng. Bên cạnh đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji Niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 60 triệu 400 000 đồng một lượng và 61 triệu đồng một lượng. Còn ở tại thị trường Hà Nội có mức giá ở chiều mua 60 triệu 250 000 đồng một lượng và ở chiều bán 60 triệu 950 000 đồng một lượng với mức tăng từ 100 cho đến 300 000 đồng một lượng. Trên lệnh giá giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji hiện tại là 700 000 đồng một lượng. so với việc tăng mạnh của thương hiệu vàng miếng SJC, giá vàng tại các tổ chức và một số ngân hàng cũng niêm yết với mức giá tăng tương tự và đều vượt qua mức 61 triệu đồng một lượng ở chiều bán. Còn với vàng nhẫn bố số 9 trong phiên hôm nay cũng với mức tăng khá mạnh, 250.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại Phú quý SJC có mức giá ở chiều mua 60.400.000 đồng một lượng, ở chiều bán 61.050.000 đồng một lượng tăng 200.000 đồng lượng chiều mua, chiều bán tăng 250.000 đồng lượng. Tại Bảo Tiến Minh Châu, tăng 190.000 đồng lượng chiều mua, chiều bán tăng 250.000 đồng lượng. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 60.420.000 đồng lượng, ở chiều bán 61.050.000 đồng lượng. Tại cơ sở Mỹ Hồng SGC, tăng 200.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 60.600.000 đồng lượng, còn ở chiều bán 61 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng SCB không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên đợt trước. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 60 triệu 200 nghìn đồng một lượng, ở chiều bán 60 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB tăng 200 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch 60 triệu 300 nghìn đồng một lượng chiều bán 61 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB tăng 500.000 đồng một lượng chiều mua và 600.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 60 triệu 600.000 đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 200.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng TV Bank Gold tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Chiều mua đứng tại mức 60 triệu 250.000 đồng một lượng, chiều bán 60 triệu 950.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chính những các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng mạnh ở cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua tăng 200.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán tăng 300.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá từ 60 triệu 320 000 đồng một lượng đến 60 triệu 370 000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá từ 61 triệu 150 000 đồng một lượng đến 61 triệu 200 000 đồng một lượng. Giá vàng bố số 9 vàng nữ trang SJC Nhận bố số 9 loạn từ 1 đến 5 chỉ Tăng 250.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 51 triệu 550.000 đồng lượng Chiều bán 52 triệu 250.000 đồng lượng Vàng nữ trang bố số 9 cũng có mức tăng tương tự 250.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán Ở chiều mua hiện có mức giá 51 triệu 250.000 đồng lượng Chiều bán 51 triệu 950.000 đồng lượng Vàng nỉ trang 24K giảm 248.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 50.336.000 đồng một lượng, chiều bán 51.436.000 đồng một lượng. Vàng nỉ trang 18K tăng 187.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 37.116.000 đồng một lượng, chiều bán 39.116.000 đồng lượng. Vàng nỉ trang 14K tăng 146.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Ở à, chiều mua có mức giá 28.440.000 đồng lượng, chiều bán 30.440.000 đồng lượng. Ván đi trang nội 10K tăng 104.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở à, chiều mua hiện có mức giá 19.815.000 đồng lượng, chiều bán 21.815.000 đồng lượng. Thưa các bạn, Giá vàng thế giới mặc dù chưa thể tiếp cận ngưỡng tâm lý 1.800 đô la Mỹ một ao ở phiên cuối tuần, nhưng cho thấy đà tăng đã trở lại trong phiên ngày hôm thứ sáu, giá vàng đã tăng tới hơn 14 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 49 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng một lượng. Theo giới phân tích, giá vàng hôm nay đi lên trong bối cảnh dữ liệu kinh tế của Mỹ không mấy khả quan, khiến cho giới đầu tư tài chính tiếp tục lo ngại gặp rủi ro vì lạm phát tăng cao tại Mỹ sẽ còn kéo dài. Cụ thể cho thấy, Bộ Lao động Mỹ vừa công bố tháng 11 năm 2021 có 210.000 việc làm mới được tạo ra, thấp hơn rất nhiều so với con số dự báo là 550.000 việc làm. Điều này cho thấy sự không chắc chắn tiếp tục sẽ diễn ra trên thị trường lao động nếu như biến thể mới Omicron COVID-19 tác động không tốt đến nền kinh tế Mỹ trong vài tháng tới. Trong khi đó, nhiều quốc gia áp đặt các hạn chế đi lại vì biến thể Omicron COVID-19 lan rộng, có thể sẽ làm chuỗi cung ứng hàng hóa ngày càng căng thẳng. Giá nguyên liệu sản xuất sẽ tiếp tục leo thang, kéo lạm phát toàn cầu tăng cao hơn nữa. Biến thể Omicron của COVID-19 đã dấy lên những lo ngại về tốc độ phục hồi kinh tế, đè nặng lên những người mang tâm lý ưu thích rủi ro. Nhìn chung, những lo ngại về tình hình dịch bệnh vẫn là rào cản chính để người dân quay trở lại thị trường lao động. Ông Karai Alam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Onda cho biết, thị trường vàng đang khó xác định xu hướng ngay cả khi lợi suất vẫn ở mức cực thấp và đồng đô la Mỹ giảm. Nỗi lo về dịch bệnh COVID-19 diễn biến mạnh hơn đang hỗ trợ cho giá vàng, nhưng giá vàng sẽ chưa thể trở lại mốc 1.800 đô la Mỹ một ao. Về dự báo giá vàng, Giới phân tích hiện cho rằng hoạt động sản xuất sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm tới khi các doanh nghiệp bổ sung hàng tồn kho và các vấn đề chuỗi cung ứng được cải thiện. Dù nhiều người đang đặt cược vào khả năng, Fed sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ và đồng đô la Mỹ mạnh lên sẽ làm vàng mất giá. Xong, lạm phát có khả năng sẽ tiếp tục tăng cao vào năm 2022 và điều đó sẽ hỗ trợ cho vàng trong trung hạn. Các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Pháp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày sức khỏe và luôn luôn thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.